Hồi đó tôi đọc một cái bản quảng cáo ở Việt Nam lúc tôi chưa ra khỏi nước, để là Hovilo, công ty Hovilo. Tôi tưởng tiếng Tàu tiếng gì, té ra là công ty hột vịt lộn Hovilo. Thế là tôi đặt ra liền, tôi đi vô lớp dạy anh văn, tôi nói có công ty Hovimu, hột vịt muối, rồi có công ty Hovithu là gì, hột vịt thúi, công ty Hovu là gì, hột vịt ung. Trời ơi, vậy mà suy nghĩ không ra thì chậm quá, cái đầu phải nhanh nhanh lên chút, bắt nó làm việc để nó nhanh chứ không có nghe cái